Đường trên của Liên minh huyền thoại, khu vực đường thật dài, đôi khi cũng thật cô đơn, nhưng chắc chắn chưa bao giờ vơi đi phần sôi động, bởi đây là nơi hội tụ anh tài với kỹ năng cá nhân vượt trội và nhiệt huyết chiến đấu luôn hừng hực trong tim. Đây là khu vực đường đòi hỏi người chơi luôn phải cố gắng trau dồi khả năng xử lý, đồng thời không ngừng hoàn thiện về lối chơi cũng như tư duy. Tuyệt vời làm sao, chung kết thế giới 2023 cận kề cũng là khi những chỉnh sửa tích cực đến với khu vực đường trên, cho các tuyển thủ ngự trị chỗ này cơ hội trăm năm có một. Top lane chung kết thế giới chắc chắn sẽ mang đến cho người hâm mộ những màn BK hấp dẫn, những pha xử lý tuyệt đỉnh của những tuyển thủ với kỹ năng cá nhân hàng đầu. Vậy ngay bây giờ hãy cùng tôi, bình luận viên Hoàng Luân, điểm mặt top 5 đường trên xuất sắc nhất tại chung kết thế giới 2023 này. Ai sẽ là người tỏa sáng trong meta mà top lane là mắt xích quan trọng? Trước tiên, đừng quên để lại một like và sub cho kênh của Lu, sau đó nhấn chuông thông báo để không bị bỏ lỡ các thông tin hấp dẫn về Liên minh huyền thoại. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Top 5, The Shy. 2023, một người chơi từng sở hữu những tuyệt kỹ giống như thiên cổ kỳ tài ngàn năm mới thấy, từng được ví như cuốn bí chương mà trước anh không ai làm được, sau anh không ai học được, nay đã chính thức trở lại với sân chơi chung kết thế giới để thách thức những tài năng trẻ. Cuốn bí chương bất phàm đó không ai khác, chính là The Shy. 5 năm trước, cũng chính tại giải đấu Liên minh huyền thoại lớn nhất trong năm, tổ chức trên đất Hàn, The Shy giống như một thánh nhân phi thường với những màn thể hiện xưa nay chưa từng thấy. 5 năm sau, dù con đường trở lại chốn xưa có phần quanh co khúc khuỷu, nhưng dấu ấn của The Shy trong suốt hành trình vẫn cho thấy đẳng cấp riêng biệt của đường trên từng là số 1 thế giới. Trong lần trở lại này, khi meta tập trung tương đối nhiều vào cánh trên, cũng là lúc The Shy có cơ hội tìm lại ánh hào quang quá khứ của chính mình. Những năm gần đây, phong độ của The Shy tương đối bất ổn, khả năng carry cũng không còn vững vàng như xưa. Tuy nhiên, trong màu áo Weibo Gaming 2022 rồi 2023, người hâm mộ cũng đang được chứng kiến một The Shy không ngừng nỗ lực qua từng ngày. Rất nhiều ván đấu, sự tỏa sáng của The Shy cũng chính là tiền đề để đội tuyển đi đến chiến thắng. Không thiếu những khoảnh khắc The Shy như được trở về ngày tháng đỉnh cao. Chẳng hạn ván đấu mà The Shy đã xử lý thần sâu bằng lựa chọn Renekton trong cặp đấu với Fnatic Phoenix tại vòng bảng. Không chỉ đi đường áp lực, anh còn thành công bắt chặn đường trên và xạ thủ đối phương, sau đó sống sót vô cùng ngoạn mục. Sau cùng, The Shy của năm 2023 có thể không còn áp đảo và vượt trội, nhưng anh vẫn duy trì trong mình niềm đam mê cháy bỏng, nhiệt huyết bất biến và nỗ lực tìm thấy phiên bản tốt nhất sau những thành tựu quá khứ. Tổ chức siêu sao của The Shy cùng những gì anh đã thể hiện chính là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng Top God vẫn là một trong những người chơi đường trên hàng đầu giải đấu. Top 4, Kin. Đứng thứ tư trong danh sách là Kin, đường trên KT Roster. Cũng giống như The Shy, Kin xuất hiện lần đầu tại kỳ chung kết thế giới 2018 và mất nhiều năm để trở lại đấu trường Liên minh huyền thoại lớn nhất hành tinh. Anh để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người hâm mộ ngay từ những ngày đầu ra mắt Africa. Chính lối chơi carry vô cùng điệu nghệ ấy đã giúp Kin nhanh chóng được chọn mặt gửi vàng cho vị trí đường trên của đội hình ASEAN Hàn Quốc 2018. Trong nhiều năm qua, thực chất khả năng gánh đội, xử lý cá nhân của Kin vẫn chưa từng mai một. Chỉ đáng tiếc Africa Freak và bản hợp đồng 3 năm liên tiếp cũng giống như chiếc lồng giam giữ tài năng đỉnh cao của Kin, khiến anh dù cho muôn vàn nỗ lực cũng không thể ghi thêm những dấu ấn lên bản đồ Liên minh huyền thoại. Khi đến với KT Roster, Kin tháo được chiếc gông xiềng ngàn cân đã đeo trên mình nhiều năm, vơi đi những lo lắng mà thỏa sức tung hoành ở cánh trên bản đồ. Dù KT Roster không phải nhà vô địch Hàn Quốc trong năm 2023, nhưng phải khẳng định Kin luôn là một đường trên xuất sắc nhất nhì khu vực. Lối chơi của Kin là sự dung hòa giữa kỹ năng cá nhân và kinh nghiệm dày dặn được tích lũy qua nhiều năm thi đấu. Điều đó khiến cho Kin luôn là đối trọng khó nhằn của tất cả đối thủ, nhất là những ai ưa chuộng việc lấy kỹ năng để tạo ra khác biệt. Kin tinh quái trong từng kèo đấu và cũng không ngại mang ra những chất tướng độc lạ, hiệu quả mà chỉ trong tay anh mới có. Chắc hẳn chưa ai quên con bài Malphite thương hiệu trở thành lực cấm gần như mặc định của các đối thủ đụng mặt ông lưỡng viễn thông KT. Top 3, Zed. Gắn với danh xưng ông vua về nhì cùng T1 ngay từ khi được trao cơ hội thi đấu chính thức, thế nhưng chẳng ai có thể phủ nhận rằng Zed thật sự là một đường trên vô cùng xuất sắc. Một chàng trai trẻ thi đấu vị trí rất khó tỏa sáng, cũng không dễ để duy trì phong độ, nhưng Zed vẫn thể hiện những phẩm chất ưu tú không kém gì nhiều đàn anh kỳ cựu. Anh thi đấu tốt ở nhiều kèo chất tướng, thể hiện sự đa dạng trong lối chơi và luôn là một trong những tuyển thủ ổn định nhất của T1 trong giai đoạn 2022-23. Khuyết điểm nơi đường trên trẻ tuổi LCK là thiếu sự vững vàng trong tâm lý và khả năng tỏa sáng trong những trận đấu quan trọng. Điều này cũng được cho là một phần nguyên nhân dẫn đến những thất bại của T1 trong những trận chung kết, khiến bản thân Zed bị gán nhiều danh xưng chẳng mấy hay ho như đường trên hay nhất trong 361 ngày hay nuôi quái vật trong trận chung kết. Những danh hiệu á quân làm hình ảnh thần sấm ngạo nghễ của cả một hành trình dài trước đó đã trở nên nhạt nhòa trong mắt người theo dõi. 2023 cho đến lúc này vẫn là một năm trắng tay của T1, nhưng với cá nhân Zed, người ta vẫn thấy những thay đổi tích cực, những điểm sáng đáng quý nơi anh. Thật vậy, nếu không có bản lĩnh và sự vững vàng, chắc chắn một cá nhân trẻ tuổi chẳng thể nào vượt qua những khốn khó trong ngoài của đội tuyển xuyên suốt mùa hè vừa qua. Ấy vậy mà người em út nhà T1 vẫn thi đấu bình tĩnh, ổn định, ngay cả khi bị đánh giá là kèo dưới cơ trong những loạt trận BO5 căng thẳng.
Anh lần lượt đánh bại người tiền nhiệm Kana, sau đó là bài thử thách mang tên top 1 vòng bảng Kin đang sở hữu phong độ ngút trời. Trong những cặp trận đó, bể tướng carry mà Z đem ra đã cho thấy sự trưởng thành và đổi thay không ít nơi chàng trai sinh năm 2K4. Anh tinh quái trong từng kèo đấu để vượt trội từ sớm trong giai đoạn đi đường. Khả năng phối hợp cùng đồng đội trong những pha giao tranh lớn nhỏ cũng đã trở nên tốt hơn trông thấy. Tất cả những gì Z làm được có thể chưa phải là một danh hiệu vĩ đại, nhưng là minh chứng cho việc anh đã trở nên hoàn thiện hơn qua từng ngày, cũng là những dấu hiệu tích cực với T1 trong hành trình chinh phục chung kết thế giới đầy gian nan trước mắt. Top 2, 369. Sự mẫu mực trong lối chơi, đa dạng trong phong cách, chắc chắn trong từng bước di chuyển và duy trì vững vàng qua nhiều game đấu là những yếu tố giúp Thánh Rôn 369 trở thành một trong những đường trên đáng xem nhất chung kết thế giới 2023. Góp mặt trong đội hình siêu sao Sid 1, Jindong Gaming, 369 chắc chắn là nhân tố quan trọng giúp đội liên tục hiện thực hóa giấc mơ này. Góp mặt trong đội hình siêu Sid 1, Jindong Gaming, 369 chắc chắn là nhân tố quan trọng giúp đội hiện thực hóa giấc mơ này. 2023, khi Ruler, Nine, những cá nhân tiếng tăm đến với Jindong để kiến thiết nên một siêu đội hình đáng đồng tiền bát gạo, 369 dần lui về làm một trụ cột vững bền, hy sinh vai trò vốn có của bản thân để đồng đội nơi cánh dưới an tâm thi đấu. Cũng bởi vậy mà số ván đấu trong năm 2023 mà 369 được trao trọng trách carry chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bạn biết không, nếu Kin trong cả mùa 2023 có 8 solo kill, con số đó ở Z là 14 và Bin là 12 thì 369 chỉ có duy nhất một. Chỉ một mạng solo kill, nhưng 369, sự vững vàng chắc chắn không thể thay thế đã giúp anh cùng với Jindong Gaming 2023 đạt đến 3 danh hiệu vô địch. Hình ảnh 369 lì lợm vững vàng ở khu vực đường trên với On, Gsante, Ragaz trong suốt nửa đầu năm 2023 phần nào làm khán giả lãng quên một Thánh Rôn với khả năng carry từng là siêu hạng. 2022, tại chung kết thế giới, khi Hope and Missing bị coi như tội đồ của Jindong, chính 369 là người đã gồng gánh đội tuyển tại playoff, một mình vùng vẫy tìm kiếm lợi thế để kéo về từng chút cơ hội trong bất lực. 2023, 369 đơn giản là cho thế giới thấy một phiên bản thích ứng với tình hình đội tuyển, cho thấy một bản thân hoàn thiện đến mức khó tin dưới mọi vai trò. Tất cả những điều đó khiến 369 xứng đáng là một đường trên có mặt trong danh sách này. Top 1, Bin. Phải nói rằng Bin như cá gặp nước mỗi khi meta chuyển dịch lên cánh trên bản đồ. Khả năng carry thường thừa được minh chứng ngay trong lần đầu tiên bước ra quốc tế của Bin đã giúp cho Suning làm nên kỳ tích khi là hạt giống số 3 LPL thẳng tiến tới trận đấu cuối cùng. Dù chưa phải là một danh hiệu vô địch, nhưng Bin cũng kịp để lại dấu ấn bằng cú pentakill duy nhất trong lịch sử các trận chung kết của chung kết thế giới. Đến những năm gần đây, dù trong màu áo Royal Never Give Up hay Bilibili Gaming, Bin vẫn duy trì kỹ năng ấn tượng, trở thành một trong số những đường trên carry giữ được sức bền và sự nhạy bén lâu nhất trên thế giới. Phải nhìn vào Royal Never Give Up 2022 trước và sau khi có được Bin là một khác biệt khủng khiếp đến cỡ nào. Không một ai nghĩ đội tuyển vừa đánh bại T1 sau 5 ván ở chung kết MSI, đội tuyển được xưng là một trong 4 seed 1 của khu vực Trung Quốc có thể thất bại chóng vánh trước 9 bại tướng trước đó của mình. Bản lĩnh của Bin giúp anh trở nên khác biệt, chẳng hề chóng nở sớm tàn, càng không bị thay thế bởi những tài năng khác nổi lên. Đôi tay được gìn giữ bền lâu, cộng hưởng thêm tư duy hoàn thiện hơn qua từng ngày đã khiến Bin thực sự là một con quái vật. Với BLG trong suốt mùa giải 2023, Bin giống như một trụ cột, một điều kiện thắng quan trọng. Anh đã góp công không nhỏ vào việc đưa đội hình không quá nhiều sao của BLG mùa xuân đến với danh hiệu Á quân quốc nội, sau đó đóng vai dũng sĩ diệt hàng tại Mid-Season Invitational 2023. Còn nhớ vài MSI, khi meta nhất xạ tứ nô được đề cao hơn cả, Bilibili Gaming vẫn đặt vào tay Bin những chất tướng carry. Đó không phải bởi Bin không thể đánh tăng, không thể làm nền, mà anh luôn là niềm tin và sức mạnh của đội tuyển. Mà chính điều này cũng khiến những đối thủ khác khu vực khi đụng độ BLG đã không khỏi bất ngờ và bị Bin trừng phạt thích đáng. Sự thật, Bin của phiên bản 2023 đã hoàn thiện về nhiều mặt. Anh đã thi đấu chắc chắn và tinh quái hơn nhiều so với chàng trai 17 tuổi đụng độ Nuguri khi xưa. Bin của hiện tại, một Bin toàn diện và khác biệt. Khi xưa trên đất Trung, Bin ngậm ngùi ôm hận, thì nay trên đất Hàn, đã đến lúc người Hàn phải cúi đầu trước anh. Top tình thương, Kiaya. Dù biết Kiaya khó lòng so bì với những đường trên tới từ khu vực lớn, nhưng chiến thần Kiaya, điểm sáng hiếm hoi trong những lần ra quốc tế gần đây của đại diện nước nhà, Gam Esports, cũng nên là người được lưu nhắc đến trong danh sách hôm nay. 2022-2023, một giai đoạn thực sự đau lòng của người hâm mộ Liên minh Huyền Thoại Việt Nam nói chung và fan của Gam nói riêng khi chứng kiến họ lãnh chịu những thất bại bạc nhược ở sân chơi quốc tế. Niềm tin nơi số đông cũng đã giảm đi rất nhiều khi thể thức khắc nghiệt của vòng khởi động được công bố. Dẫu biết hy vọng không nhiều trong bối cảnh chúng ta đã thất bại trước đối thủ wildcard MSI, mà Gam Esports cũng không còn bất bại trên sân chơi quốc nội mùa hè. Nhưng suy cho cùng là một VCS con, chúng ta hãy cứ đặt kỳ vọng. Hãy cứ hy vọng vào một màn trình diễn đủ ổn, và dù có thất bại, chúng ta vẫn có thể ngẩng đầu trở về trong kiêu hãnh. Hy vọng nhỏ nhoi đó chắc hẳn không xa xỉ khi chúng ta vẫn còn Kiaya, người chơi đường trên toàn diện và luôn là chỗ dựa vững vàng cho đoàn quân vàng đen. Chung kết thế giới 2022 đến MSI 2023, bất chấp đường giữa cống tay, đi rừng bất ổn, đường dưới kém cỏi đến mức nào,
Chiesa vẫn luôn như vậy, vẫn là nhân tố vô cùng ổn định để người hâm mộ được trông cậy. Trong giai đoạn mùa hè, đội hình Gam nhận những xáo trộn về mặt nhân sự, khi Slider vẫn chưa tìm được tiếng nói chung hoặc chưa đạt đến phong độ tốt nhất, Chiesa vẫn luôn là người thi đấu bền bỉ và chắc chắn. Chẳng bao giờ người ta thấy anh thua đường thê thảm, dù cho đó có là kèo đấu sĩ khó khăn hay kèo tăng cơ cần làm nền cho đồng đội. Sự đa dụng và hoàn thiện của Chiesa cũng chính là điều lớn lao nhất Gam có thể vinh vào. Bởi nhìn vào đội hình nhà vua Vizet lúc này, họ còn đó một KT chưa biết đâu mà lần, một Levy đã dần xuống sức, một Ballet qua thời hoàng kim và một Slider lần đầu ra thế giới. Chiesa, dù có khó khăn ra sao, cũng hãy đừng bao giờ từ bỏ. Hãy chiến đấu đến cùng để người hâm mộ Vizet thêm một lần được tự hào và Lu lại có thêm nhiều content. Trên đây, Lu đã điểm mặt những người chơi đường trên hàng đầu tại chung kết thế giới 2023, kèm theo một slot khích lệ cho đội tuyển nước nhà. Các bạn nghĩ sao về những đánh giá trên đây? Liệu Lu có bỏ sót một cái tên xứng tầm nào trong danh sách này hay không? Hãy để lại những suy nghĩ của bạn ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Sau đây là ít phút dành cho tuyển dụng. Để chuẩn bị cho chung kết thế giới của Liên minh Huyền Thoại cũng như hướng đến mùa giải 2023-24 của bóng đá, ekip bình luận viên Hoàng Luân cần tuyển 5-7 bạn cộng tác viên cho vị trí sản xuất content. Yêu cầu cơ bản: đối với Liên minh Huyền Thoại, có hiểu biết sâu rộng về meta, gameplay Liên minh Huyền Thoại cũng như hệ thống giải đấu eSports trong nước và quốc tế. Đối với bóng đá, am hiểu về các giải đấu hàng đầu châu Âu và bóng đá Việt Nam, nắm bắt tin tức nhanh nhạy, có tư duy sáng tạo về việc lên kịch bản. Yêu cầu chung: có khả năng viết lách tốt, văn phong trôi chảy, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp căn bản. Và quan trọng nhất là có nhiệt huyết, đam mê cũng như tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Đổi lại, các bạn sẽ có cơ hội nhận được mức thù lao hấp dẫn tương xứng với công sức và chất xám bỏ ra, được tiếp cận với môi trường social media chuyên nghiệp trong lĩnh vực thể thao điện tử và có cơ hội phát triển thăng tiến sự nghiệp theo định hướng truyền thông eSports. Anh em có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và tham gia ứng tuyển bằng cách liên hệ gửi CV thông qua Messenger Fanpage Hoàng Luân hoặc địa chỉ email hoangluan.box@gmail.com. Thay mặt ekip, Lu xin trân trọng cảm ơn.